Và thưa quý vị, ngay sau đây trên sân khấu sẽ là sự thể hiện của ca sĩ Hoa hậu Hương Giang cùng với một đoàn bước nhảy. Và chúng ta sẽ được theo dõi vẻ đẹp của các thí sinh trong phần trình diễn áo tắm, đặc biệt là top 16. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Dừa.
nhân kỷ niệm 130 năm thành lập và phát triển thành phố Đà Lạt và sắp tới sẽ nhận được danh hiệu thành phố sáng tạo âm nhạc của UNESCO công nhận. Với cương vị là một người công dân trẻ, chúng em sẽ luôn giữ vững tinh thần bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, giới thiệu đến cho bạn bè muôn nơi về một thành phố Đà Lạt hiền hòa, thanh lịch, mến khách. Cảm ơn Đà Lạt rất là nhiều. Quỹ tủ thuốc cho em đã nhận về 470 đồng. Chương trình năm nay với mục tiêu là nói được làm được thì chúng mình rất là hạnh phúc khi đã biến cái dự án từ trên giấy và ra được cái hành động thực tế. Thì đây là một cái niềm tự hào cũng như là một cái niềm vui của tất cả các thí sinh. Chúng mình được tận mắt nhìn thấy tủ thuốc cho em, một tủ thuốc rất là khang trang, có đầy đủ thuốc. Bọn mình cũng đã trao được một vài tủ thuốc tới các địa điểm rồi. Hiện tại bọn mình vẫn đang tiếp tục cái hành trình này để có thể đem được nhiều tủ thuốc đến hơn cho tất cả các em nhỏ. Xúc động và cũng rất là biết ơn vì Hoa hậu Hồng vũ Việt Nam đã trao cho tụi mình một cơ hội rất là hoàn chỉnh như thế này để có thể mang một tủ thuốc đến cho tất cả các em. Đây cũng chính là những cái điều mà ban tổ chức Hoa hậu Hồng vũ Việt Nam luôn hướng các thí sinh tới những cái giá trị để mang tới cho cộng đồng. Và Trinh mong rằng trong hành trình của Hoa hậu Hồng vũ Việt Nam sắp tới sẽ luôn có những cái hoạt động vô cùng ý nghĩa như thế này được lan tỏa đến cho nhiều người hơn. Tôi là Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2023. Tôi luyện nên tôi. Made Not Born chính thức bắt đầu. Để định danh một kỷ nguyên nhan sắc mới, Miss Cosmo Việt Nam, chúng tôi định hình một tinh thần mới, nguồn cảm hứng mới mang tên gọi Made Not Born. Tôi luyện nên tôi. Chính vì tôi luyện nên tôi mà em có mặt ở đây. Walk the talk. Are you ready? Series Tôi là Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam là một hành trình thực tế tập trung vào các thử thách gây cấn, mới lạ, xoay quanh nhiệm vụ khơi dậy nội lực, nỗ lực, tôi luyện, hành động, sức ảnh hưởng, tiên phong. Đây sẽ là một kỷ nguyên mới của Miss Cosmo Việt Nam. Sẽ là một cô gái thật chân thành, luôn cố gắng, luôn nỗ lực. Các bạn phải thực sự có một sự bản lĩnh ở bên trong. Những cái nhân tố mới và hướng các bạn trẻ đi theo những cái công việc giúp ích được cho cộng đồng. Thực sự là một đề bài rất là khó. Tinh thần Made Not Born không tìm kiếm một đại diện với nhan sắc sẵn có. Chúng tôi cần cô gái tự tin với những giá trị của chính mình, có tư duy, định hướng bản thân rõ ràng. Phải là một cô gái dám thay đổi, dám cất tiếng nói, sẵn sàng hành động và truyền cảm hứng tích cực đến những người xung quanh. Cuộc du hành vào vũ trụ mở Miss Cosmo của thí sinh đã đi qua vô vàn những cảm xúc thăng hoa. Top 38 chính thức gọi tên những chiến binh ngoan cường nhất. Tuy đổi mới về định danh cũng như format chương trình, nhưng sự chuyên nghiệp, tận tâm, tính duy mỹ và tinh thần sáng tạo của Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam vẫn luôn là một biểu tượng vẹn nguyên suốt 15 năm qua. Cùng chờ đón trên sân khấu vô cực đêm nay, chặng tôi luyện cuối cùng của 38 cô gái trong chuyến đi ghi dấu thanh xuân rực rỡ của mình. Chuyến đi mang tên Miss Cosmo Việt Nam 2023.